Hello mọi người nha. Hiện tại mình đến Vũ Đô Phương đang có mặt ở nhà của bé Min và bé Miu. Đó thì hôm nay thì em sẽ cho bé 2-3 món quà bất ngờ. Đó chính là những anh chị, cô, dì, chú, bác trong nước và ngoài nước đã gửi một phần quà yêu thương đó cho bé Min và bé Miu để mà sắm sửa đồ Tết. Đó thì mọi người đã thấy rồi, thì hôm nay vì hai tuần rồi không có đi chơi với hai bé, tại vì em lo đi show này kia kia nọ, với lại một tuần lễ rồi là không có lên clip gì hết, thì hôm nay là một tay thì cũng là ngày Tết Tây, thì hôm qua bắn pháo bông rồi, bữa nay em chưa bắn. Đó thì bữa nay em sẽ dẫn hai bé đi coi bắn pháo bông, mà không biết bữa nay ai bắn nữa. Trời mỏi rồi. Mòn quá, thì một bé đã đi về bên này nhà nội rồi. Đó thì em nhận được một tin vui là hôm nay là ngày Tết Tây, cũng là ngày mà hai bé có lộc nữa. Đó chính là một chị Việt Kiều gửi về cho bé Mi với bé Miu 3 triệu, với lại anh Sim với lại chị Thủy mỗi người 500, là tổng cộng là 4 triệu. Nói là gửi về mua đồ Tết cho bé Mi với lại bé Miu. Thì bây giờ là em sẽ chích ra 1 triệu. Đó, 1 triệu là em sẽ con sẽ gửi bà ngoại. Đó, để cho bà ngoại có mua gì xài bà ngoại mua. Còn 1 triệu á là một chút nữa em sẽ qua em gửi cho bà nội của bé Min với bé Miu. Và còn 2 triệu là em sẽ mua đồ Tết cho hai bé, thiếu đủ hay là hao hụt gì đó, em sẽ bù tiền vô. Đó thì em có hứa với hai bé là mua đồ Tết cho hai bé, mà bây giờ là mấy anh chị đã giúp rồi, thì bây giờ em sẽ dẫn hai bé đi ăn, đi uống hoặc là đi mua sắm các thứ, nói chung là các kiểu. Thì bây giờ em sẽ lại em giúp bé Miu, và bây giờ đi qua nhà nội của bé Min và sẵn tiện biết nhà bé Min luôn. Đó mọi người, rồi bây giờ một tuần hai tuần lễ không đi quay buồn không? Buồn không? Gọi em trái máy luôn mọi người ơi, gọi còn hơn chủ tiền góp gọi nữa. Trời ơi, cái gì? Mẹ. Cái gì? Trời ơi, lâu bà phải cho tôi ngủ nghỉ, bà phải cho tôi dưỡng sức khỏe chứ. Con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ đó, không đi chơi mà mẹ lâu quá. Trời ơi, cái gì mà bắn pháo bông cũng gọi, mà không bắn pháo bông cũng gọi. Sáng 7 giờ sáng gọi, 11, 12 giờ trưa gọi. Trời tôi ngủ không được luôn má ơi. Tôi ngủ mà tôi cứ giật dò, tôi nói ủa tôi đóng đi góp đều, đâu có thiếu tiền nè. Đây nè mẹ không nghe máy không? Đó. Giờ tôi nói cái gì là tôi cũng nhờ tài trợ như vậy, tôi cũng cảm ơn. Tại vì tiền này tôi cũng đóng tiền học được cho bé Miu với bé Min. Dạ. Vậy đó, có gì cũng cảm ơn nhà tài trợ, có gì cũng nhờ mẹ Thu Phương của bé Miu với bé Min. Bởi vì cũng được cái tiền này thì tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ. Và em xin cảm ơn chị Jim với anh Jim với chị Thủy, với lại những cô dì chú bác, với lại những anh chị bên Canada, bên Mỹ đã giấu tên và đã gửi tiền về cho bé Miu với bé Miu. Thì bây giờ là em sẽ dẫn hai bé đi mua đồ Tết, phải là để là cho ra những cái clip vui nhộn để phục vụ tất cả mọi người nha. Mọi người hãy cùng đi theo chân em với lại bé Miu nha. Dạ. Rồi con đi nha ngoại. Dạ. Rồi đó. Ngoài đấy phút. Đang sale. Không có. Đồ bộ nào mày mua cho con đó. Thấy ghê quá à. Cái đó người ta có ăn, tao phơi đồ. Ý là mua đồ Tết, bây giờ con mẹ mua cho con này đang sale nè. Không có. Cãi không à. Nè thử cho mẹ đi thử. Giờ có mua không hay về? Ý là có mua đồ Tết không? Cái này của người ta phơi. Đâu có, nó bán sale nè, đại hạ giá nè, 50%. Đâu ra đại hạ giá đâu. Nè. Đâu. Con cái chữ đó, đại hạ giá sale up. Đâu có đâu. Bán đồ xả kho nghỉ Tết. Nè cái áo này Miu bận đẹp nè. Thôi mà. Cái này người ta treo phơi đồ. Là đồ này có bán không? Không. Của ai? Của trong nhà này nè, là của nhà chị con nè. Cái phơi đồ của người ta. Đâu thử quần này có được không Miu? Thôi. Thử quần này đi mẹ mua cho con. Không ạ. Đã bận rồi. Hello mọi người nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà nội của bé Min và bé Miu. Đâu bây giờ là đợi bé Miu. Bé Min thay đồ rồi. Đó. Chào mẹ. Kìa bác cười. Bà đòi chú Lâm. Hello. Mày đừng có chào mẹ hiểu không? Tại mẹ cực lắm. Mẹ kỳ cục. Trời ơi. Rồi hai đứa thua bà nội vô chơi chưa? Hai mẹ chơi đàng hoàng nha.
trên mạng á, người ta có clip á, có gì cũng bán á, có gửi tiền cho bé Miu với bé Miu, đó là lì xì với bé Miu với bé Miu. Đó thì bây giờ là con gửi cho ngoại 1 triệu. Đó bà ngoại có mua gì trong gia đình đó, bà ngoại mua cho hai bé. À bà nội quên, con xin lỗi. Đó, dạ, còn 2 triệu này là con giữ lại, chúc con đi mua đồ Tết cho hai bé. Dạ. Chào mọi người chưa? Không, chào bố mẹ. Con kèm hoài. Chào chú bà bán này bán được không? Đây ra vậy con. Dạ. Cái tủ bị con mang lấy rồi, không cho bán ngoài đường á. Dạ. Xin cái tủ người ta bán. Đây là bà, đây là bà nội của bé Miu với bé Miu nha mọi người nha. Thì bà nội cảm động, nói tụi con không có ba mẹ mà gặp được bà má Phương. Dạ, má Phương dạy dỗ lại. Nói chứ bà nội bà ngoại không có bằng cha mẹ con ơi. Dạ. Cha mẹ dạy thì nó mới sợ. Con la hoài vậy. Dạ. 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 Vì con dạy nó dùm cho bà. Dạ. Thôi quậy giữ 1 triệu, quậy có mua gì ăn hay là gì xài quậy mua nha. Tại con giữ tiền này con mua đồ Tết. Có hao đủ hay là thiếu đủ vậy con bù vô. Rồi bây giờ bé Miu. Bé Miu với mình. Mấy năm kia không có tiền mua, không có ông bán này thường cho 400 à. Đi mua đồ nó trễ ha trời. Nó sơn không phải không? Dạ. Cái thùng nó đụng cái đầu nó sơn mà nó sơn cứng cứng á. Đem về cái thôi. Qua Tết giặt nó đụng lậu đụng lậu. Để em bữa hai bộ này con cũng mua nè, với mua hai bộ đồ cảnh sát cho hai bả. Dạ. Rồi giờ chào cô chú đi, chào cô chú đi con đi. Cô chú. Rồi hai đứa hát bài Tết đi. Hai đứa đứng qua đây che bà hoặc che bà nội kìa. Rồi hai đứa hát bài Tết đi, bé Miu qua đây. Qua đứng thấy mẹ. Hai bà tính nói gì tôi đây? Em đứng thấy mẹ rồi. Cô chừng đạp con chó nè. Không có thuộc mày. Rồi. Hai đứa hát đi. Tết 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 đến rồi. Tết tết tết. Thôi giờ hỏi mẹ đi về nha. Tập hát. Ừ, tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Tết đến trong tim mọi người. Rồi bây giờ rồi mùng 1 Tết Tây, bây giờ hai đứa chúc Tết mọi người đi. Con chúc Tết. Đứng ở đây, đứng đây nè, đứng đâu vậy? Trời ơi, chú Lâm đang ngoài mà. Con chúc mọi người sống lâu trong tuổi, vừa vai bên đất. Cứ tài cứ lạo. Con chúc mọi người luôn luôn sống lâu trong tuổi, luôn luôn tiền vô vi nước. Luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn đi tập, luôn luôn xinh đẹp. Trời ơi, hai đứa con chúc mọi người. Hai đứa con chúc mọi người. Năm cũ bước qua, năm mới bước đến. Năm cũ bước qua, năm mới bước đến. Cái gì may mắn luôn đến với mọi người. Cái gì may mắn luôn đến với mọi người. Rồi, Tết vui vẻ nha. Tết vui vẻ nha. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Kệ đi, tới đâu hay tới đó nội ơi. Dạ. Ờ hôm bữa là qua bên bà ngoại rồi, bữa nay ghé bà nội. Thôi kệ, ví dụ mà người ta gửi về con chích tiền ra con đưa, còn có thiếu đủ gì con bù tiền túi con vô. Ờ, bây giờ hai người cái gì nữa? Ba lô phải không? Cái là ba lô bà quậy quá. Tôi bỏ ba lô ở nhà rồi. Rồi hai đứa chào bà nội đi nè. Rồi chào mọi người con đi nha. Đó bây giờ đi mua đồ Tết nè. Dạ. Đi nha nội ơi. Chào cô đi, chào cô đi. Dài quá à. Không dài quá à. Đang quay. Nè tặng hai đứa nè. Nè tặng hai đứa kìa, cảm ơn chú Lâm đi. Cảm ơn chú Lâm. Nghe lại về đâu mở ra coi rồi. Đi. Thôi tặng mỗi đứa cái đi. Mẹ Phương hai đứa hai cái. Đó hai đứa hai cái nè, này cũng bé Miu nè. Cảm ơn chú Lâm đi. Đó Tết có đồ chơi rồi, chuẩn bị mua đồ Tết nó vui quá trời. Ủa rồi ai kể cho tụi con là hồi xưa ba mẹ 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 Hồ Phương sợ. Con coi trước rồi con mới nói cho con nghe. Rồi. Có cái cơ nữa nè. Rồi. Chưa dẫn cái nước con bóng vô mới được. Đâu con bóng đâu. Lấy vô để con lấy cho. Mẹ ơi. Rồi. Cái này mình phải gỡ ra mình dán vô đây nó mới đẹp mẹ. Bỏ vô đâu? Cái này mình phải dán vô cho nó đẹp. Bỏ đây hả? Ừ, cái tao vô nhà tao lấy này ra. Rồi. Bỏ cái này ra. Cái này mắc cười quá. Khui này ra nữa hả? Cái này là gì vậy? Đây, 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 khui nè.
Mẹ chưa, cô Phương, mẹ Phương chỉ lại nè. Ví dụ hết xà bông rồi sao mẹ? Hết xà bông. Cái đổ vô xà bông mình chén rồi. Rồi. Cái cô gì? À bé. Không ra gì chân vậy? Ai? Trời ơi, vui vậy trời. Dễ thương quá ha. Cái này nó làm cũng được chứ bộ. Đây làm bằng gì ta? Đây làm bằng gì vậy trời? Ủa? Ôi. Vui quá nè. Ủa dễ thương quá à. Trăm sáu à hả? Dẻ quá vậy. Trời ơi, trăm sáu mà mắc cái gì bà? Trăm sáu là ok rồi. Ơ cái này làm cũng hay quá chứ. Cái này nó làm bằng gì vậy ta? Mà sao nó hay ha. Nó làm bằng cái này nè. Đó, nó làm bằng cái chai dễ thương ghê chứ. Rồi nó làm bằng mẫu mã cũng đẹp để sợ luôn á. Mẫu mã ok quá trời luôn nè. Ôi ôi. Tôi đã bóng rồi còn cho chơi bong bóng nữa giờ. Rồi tắt. Cảm ơn chú Lâm. Cảm ơn chú Lâm đi. Cảm ơn chú Lâm. Đó, tới cành ai ở nhà chơi đó, ổng làm gì đó mở này ra. Nè, mẹ chỉ cho nha. Mở này ra, mở cái nắp ra. Rồi bỏ vô đây, không chơi bỏ đây. Đóng nắp lại. Nè, đóng nắp này lại nha. Còn cái này là sao? Con không biết cách chơi. Rồi rồi. Bà ơi là bà. Cái này là mình nên dán nè mẹ. Đúng rồi. Mình dán vô cái này đóng giùm tao cơ mà yêu. Để tôi vô nhà tao cất cái kéo cái. Cái này lâm bán đó vườn. Lâm bán luôn hả? Ừ, có ai mua ông Lâm. Thiệt có hả? Ừ. Ủa kinh doanh quá vậy trời. Bán tớ thôi, chỉ bán cho người tớ. Trời ơi mọi người ơi. Trời ơi tin lắm hỏi. Mọi người, nếu mọi người thấy đẹp mọi người nhớ ngộ chú Lâm nha mọi người. Nãy con mới nói mắt mà. Chú Lâm nói bán, chú Lâm mới vừa khai trương bán mà con nói mắt. Ê, không có nha. Dễ. Dễ, cái này rất là dễ luôn, chỉ có 160 thôi. 160 mà thổi bong bóng tới nguyên một ngày luôn. Không, này chơi hoài được hoài luôn. Chơi hoài được hoài luôn hả? Hết pin sạc pin chơi tiếp. Trời ơi, lần đầu tiên Lâm Avan kinh doanh bán mùa Tết. Đó, cái này là cái loa mà dạng loa bong bóng đó mọi người. Có nhạc luôn. Có nhạc mà tặng. Ủa đâu vậy? Ủa, còn xà bông hả? Tôi nhớ tôi ghim đây mà. Rồi hết. Đó mọi người thấy không, đây là chơi mùa Tết nha. Thì những anh chị em, bạn bè nào mình có trẻ nhỏ đó, đó thì mình có thể order và mình có thể kết bạn Zalo của Lâm Avan. Sẽ ghi ở dưới. Mẹ, con có kết bạn với mẹ đó. Mẹ đâu đồng ý đâu. Tại con để hình dây chổi, hình con gà vậy mà phải không? Không có, mẹ để hình bà nội mà. Để hình bà nội chứ sao bé nó để hình mẹ. Ủa như sao con thấy, tối mày để hình mẹ mà. Quê. Vậy là sao? Bỏ vô không biết nữa, ai biết bả. Họ dẹp vô có chơi chơi. Kết bạn Facebook với mẹ. Đó, 160 nha mọi người nha. Kết bạn với con gì chơi. 160 cành, có một cái loa Bluetooth, một cái loa bong bóng để cho những anh chị em nào mà mình có bé nhỏ cỡ độ tuổi là từ 2 tuổi cho tới mười mấy tuổi trở lên mình cũng chơi được. 160 nha mọi người nha. 160 cành là mình sẽ có một cái loa có tặng kèm cho mọi người, một cây xà bông nè và có hình dáng nè, hình dáng là dạng mú lưng đồ này kia nọ và một cái cọng dây sạc nha mọi người nha. 160 quá rẻ, mọi người có thể liên hệ Lâm Avan nha. Trời ơi, năm nay kinh doanh nữa kìa trời. Đâu có đầy sạc đâu mà. Nè sạc nè, có lỗ sạc đâu rồi. Mẹ con đếm lên vô nha mẹ. Đâu có lỗ sạc đâu Lâm. Tháo cái này ra, cái pin trọng á. À, tháo cái pin ra. Mẹ cũng đếm này vô cất nha. Rồi cất đi. Mỗi người một cái, miêm một cái, miêm một cái. Cái chai xà bông của con đâu? Ở trong đây nè. Mẹ cất má không? Cảm ơn bà Lâm. Ê, cảm ơn chú Lâm. Giữ gọn dây, bỏ vô miêu. Bỏ vô trong đi con, để mất gọn dây. Mẹ đâu có chai xà bông đâu mẹ. Mẹ bỏ vô cái hộp kia rồi. Bà Lâm đi với mẹ Phương đi. Ủa cái hộp nào? Cái hộp của chị con à? Không, hộp này nè bà. Phải không? Lúc mà mẹ bán cái viên bà bệnh viện chỉnh hình đó đúng không? Phải không? Bán ngoài đường. À bán ngoài đường. Có mẹ xấu luôn đâu có đẹp cho bây giờ. Trời ơi, mẹ có kinh doanh nè. Trời ơi, mẹ có mẹ xấu à. Ôi. Lúc trước mẹ xấu lắm đâu có đẹp đâu, tự đẹp nói mà. Luôn. Hồi đó mẹ đẹp không, mà. Bà đó mẹ cột tóc gì? À. Đẹp mà đó mẹ cột tóc đẹp mà. Honda, mày chạy Honda.
Bây giờ có mua đồ Tết không? Mày đứng hoài. Có. Hai đứa sắm được gì rồi? Mày chưa sắm mua đôi dép nữa mẹ không? Rồi vậy giờ đi mua dép trước ha, hay là mua đồ trước? Ủa mẹ ơi, dép mua rồi. Mua rồi hả? Thì ai mua rồi thì mua nữa. Mua thêm một đôi nữa để Tết mang. Mua hai chị em sinh đôi luôn nha. Rồi, hai chị em giống nhau đúng không? Chú Lâm ơi, che lại cái kia cho con rồi chú Lâm. Rồi, hỏi chú Lâm có đi không hay đứng quay hoài? Thôi, chú Lâm đi đi. Thôi, vậy chú Lâm đây đi. Thôi, ai dạ, ai đi liếp, ai đi. Ồ ha, hai ba mẹ con mình thay phiên nhau quay. Không, chú Lâm đi, chú Lâm đứng nghe lời. Rồi,